kênh YouTube của Alphard Computer. Thì Lenovo Legion 5 phiên bản 2K từ lúc được ra mắt cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt một chút nào cả. Vậy thì tính từ thời điểm ra mắt là khoảng 3 tháng trước cho đến bây giờ, Lenovo Legion 5 phiên bản màn 2K có còn đáng để mua hay không thì sẽ là chủ đề của video mà mình muốn mang đến trong ngày hôm nay. Sang đến năm nay thì mức giá của Legion 5 đã được giảm so với năm ngoái, thế cho nên đây vẫn là một trong những mẫu laptop gaming được các anh em game thủ săn đón nhiều nhất. Không chỉ vì một mức giá tầm trung quá hợp lý, chỉ hơn 32 triệu đồng, mà còn vì màn hình 2K siêu nét và cấu hình siêu xịn. Như vừa nói đến ở trên thì mình thực sự ấn tượng với màn hình. Và đây là bản Legion 5 thường duy nhất có mặt độc quyền tại Alphard với màn hình 2K. 15,6 inch màn chống chói, tấm nền IPS, độ sáng 300 nit với 100% sRGB, 89% Adobe RGB, bốn cạnh viền đều mỏng, cạnh trên được trang bị webcam chất lượng HD. Màn hình này thì có tần số quét là 165Hz, hỗ trợ AMD FreeSync, G-Sync, tốc độ phản hồi là 30 giây cho chất lượng hiển thị hình ảnh và màu sắc tốt này, độ nét cao, góc nhìn rộng. Đến phiên bản màn 2K này thì mình hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng chiếc máy này không chỉ để phục vụ chơi game nữa mà hoàn toàn có thể sử dụng để các bạn học tập, làm việc với các tác vụ đồ họa chuyên nghiệp như là chỉnh sửa ảnh này, edit video này, thiết kế này. Cộng thêm cả màn hình này còn hỗ trợ công nghệ đó chính là Dolby Vision sẽ giúp hình ảnh của các bạn có chiều sâu hơn, cực kỳ sắc nét đến từng chi tiết. Về thiết kế, mặc dù vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế vì cái gì đã là thương hiệu rồi thì khó để thay đổi đúng không? Thế nhưng màu sắc là điểm xứng đáng để nhắc đến trên em Legion 5 này. Mới nhìn qua thì các bạn sẽ nghĩ đây sẽ là màu đen bình thường, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà thực ra đây chính là màu xanh và tên gọi là Phantom Blue. Ở nhiều góc độ sáng khác nhau thì màu xanh cũng sẽ hiện ra một cách khác nhau cho các bạn thấy. Thiết kế của Legion 5 thì được cân bằng giữa hiệu suất chơi game và khả năng di động. Vì vậy dù là laptop gaming, thế nhưng mà Legion 5 khá là thanh thoát, lịch lãm với lớp vỏ ngoài vuông vức, gọn gàng. Cân nặng thì sẽ rơi vào khoảng là 2,3kg, không kèm sạc. Mặt lưng của Legion 5 thì được làm từ hợp kim nhôm, vô cùng mát và mịn. Tuy nhiên thì bề mặt này khá là bám vân tay, thế nên là muốn giữ cho laptop sạch đẹp thì các bạn nhớ lau chùi thường xuyên nhé. Bản lề vẫn là điểm mạnh của máy, cảm giác sử dụng rất là tốt với việc mở máy lên bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng và có thể mở ra được là 180 độ. Bàn phím của Lenovo trước giờ theo như đánh giá của mình cũng như là có rất nhiều người khác thì đều rất là tốt. Bàn phím này thì là bàn phím Legion True Strike cho cảm giác bấm mềm hơn này, độ chính xác cao hơn và có LED RGB được điều chỉnh theo 4 vùng tùy chọn. Hành trình phím sâu, độ nảy tốt, phím bấm lớn. Touchpad thì đủ dùng, thế nên laptop gaming thì mình nghĩ là ưu tiên sử dụng trượt rời để có thể cho trải nghiệm chơi game tốt hơn. Về cấu hình, AMD Ryzen 5 5600H, NVIDIA RTX 3060. Một điểm đặc biệt nữa mà chỉ trên phiên bản màn 2K này được ưu ái chính là máy được trang bị sẵn 16GB RAM, có thể nâng cấp tối đa là 32GB. Còn ở phiên bản thường thì các bạn sẽ chỉ được trang bị 8GB RAM mà thôi. Và 512GB SSD thì sau đây sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng nhé. Nhiệt độ khá là mát vì tản nhiệt của Legion 5 vẫn làm tốt nhiệm vụ với 2 quạt và 4 ống đồng. Thêm vào đó thì phần mềm Legion CoFront sẽ được tích hợp sẵn đảm bảo hiệu suất máy cao nhưng mà vẫn duy trì trạng thái mát mẻ này. Tiếng ồn hệ thống ở mức thấp cho phép hiệu suất cao hơn, luồng không khí tốt hơn và nhiệt độ hệ thống thấp hơn để phần cứng có thể đạt hết hiệu suất tối đa, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các bạn. Phần cổng kết nối thì siêu nhiều rải rác xung quanh máy luôn. Tổng cộng thì sẽ có là 4 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, cổng nguồn và jack audio combo. Bên cạnh phải của máy thì còn có cả một chiếc lẫy đóng mở webcam để tăng tính bảo mật cho máy nữa. Tổng kết lại thì sau một thời gian cháy hàng thì em Lenovo Legion 5 phiên bản màn 2K này đã có mặt lại tại Alphard và với mức giá chỉ hơn 32 triệu đồng. Thì những anh em nào lần trước lỡ mất em nó, lần này chắc chắn không được bỏ qua
đâu nhá. Mọi thông tin về chi tiết sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả để cho mọi người có thể click vào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.